Nay quay gà cho anh em xem thì em quay luôn cho anh em xem. Hôm nay em cho nó ăn bằng cơm trộn với cám ngô với cám đậm đặc. Tỷ lệ 5-1. 5 cám ngô, 1 cám đậm đặc. Gà nó có cám đậm đặc vào thì kiểu nó có chất tanh ấy, nó hỗ trợ thêm. Mình bóp đều với cơm nha anh em nhé, xong rồi mình cho ăn. Gà bé thì thỉnh thoảng mình mới cho ăn thôi anh em nhé. Còn cốt vẫn là thóc với cám gà con. Có gà trưởng thành với lại gần vào đẻ thì mình mới cần cho ăn nhiều cái cơm với cám ngô với cám đậm đặc này anh em nhé. Cả rau xanh nữa cho nó có chất. Đây cặp trống chuối tuyết mái bịp gỗ nha anh em nhé. Em trống thì được hơn 3 tháng rồi, gáy rồi. Gà nhà nó bé xong rồi cứ con đầu đàn ấy là nó gáy sớm. Con mái thì được khoảng tháng rưỡi, 2 tháng. Gà thì thỉnh thoảng mình vẫn bổ sung thêm cho nó ít rau tươi nhá anh em nhá. Như lá rau muống, rau xà lách, mấy cái rau mềm mềm mà nó không nhớt, cho nó dễ mổ. Còn đây là cặp nhạn nha anh em. Con màu đỏ cái là con trống, còn màu nhạt hơn là con mái. Lông ôm gọn luôn. Tương lai ra cọc. Con trống lúc bé em nhìn nó cứ tưởng là gà mái, nhưng mà càng ngày màu nó càng đỏ lên. Ăn cám với thóc lâu rồi, hôm nay ăn cơm đổi món là ăn nhiều. Con nào con đấy no diều luôn.
Cặp này được khoảng 2 tháng rưỡi anh em nhé. Một trăm mười hai gram con trống. Con mái nặng hơn xíu. Gà béo đầy lườn chứ không phải gầy. Ở nhà em thì không đúc bộ nhạn, nhưng mà kiểu mỗi một lần đúc gà ra nó vẫn cứ ra được màu nhạn kiểu gen đời trước của nó, hoặc là đúc vàng với vàng nó vẫn hay ra nhạn. Còn đây là cặp trống vàng với lại mái bịp vàng nhá anh em nhá. Cặp này cũng được khoảng hơn 2 tháng rồi đấy. Em không biết là anh em về nhà nuôi kiểu gì, chưa như ở trên nhà em nuôi gà mà vào so đẻ lứa đầu ấy, nó rơi vào từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng rưỡi, nhưng mà đa phần là gà 3 lạng 8 đến 4 lạng 2 là nhiều. Còn những con 3 lạng rưỡi thì nó đẻ ít lắm. Những cái con gà mà đẻ đều ấy, thì anh em chọn những con gà mà nó, hoặc là mình chăm làm sao để cho nó trạng của nó rơi vào khoảng từ 4 lạng 2 đến 4 lạng 7 là đẹp nhất, đẻ đều nhất mà trứng nó đạt chất lượng ấy. Con nó nở ra nó cũng không bị yếu anh em ạ. Nhiều anh em mới chơi ai cũng ham gà bé. Gà bé thì chỉ có xe ma thôi. Chứ gà bé, gà Tây Bắc mà nó bé ấy, về nuôi nhanh chán lắm. Có khi đúc cả năm rồi được có lát nhát một vài con gà con. Như con của tía cấc ấy, em có để chia cho anh em đâu. Nó nở ít lắm. Anh em toàn phải cọc trước,
xong đợi. Còn đây là cặp trống tía đỏ ngực đen. Mái thì chưa rõ nó là mái mơ vàng hay là mái bịp vàng nữa, tại vì nó có mấy cái điểm trắng trắng đốm đốm ở trên người ấy. Nó có điểm như điểm đốm như này thì mình gọi nó là mơ. Còn sau không biết nó có bay hết không anh em ạ. Em trống này thì mình tròn, đầu mặt cũng khá. Cái bó đuôi cũng to, không biết tương lai thế nào. Em mái thì trạng cũng nhỏ, vào đẻ chắc cũng chỉ tậu tầm từ 3 lạng 8 đến 4 lạng 2 là cùng. Gà về với anh em ấy, nếu mà có vườn thả ấy, thì con gà nó sẽ nhanh lớn và nó sẽ nhanh mượt lông nhất. Con gà đẹp nhất là được thả. Gà được thả thì bao giờ nhìn nó cũng nhanh nhẹn mà nó đẹp hơn là so với gà nhốt. Gà nhốt thì cốt nó chỉ bé thôi. Lông lá nó hoàn thiện lâu hơn là gà thả.